Dạ chào mọi người nha, mình lại là Heo Tắm Nắng Shop đây. Hôm nay là chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024. Đó, thì ngày thứ bảy mình tiết kiệm tiền nha mọi người. Mình bỏ hôm nay mình bỏ 50 nha. Có những bạn ấy thì có thói quen là ngày nào cũng bỏ như nhau. Nhưng mà mình thì ngày bỏ ít, ngày bỏ nhiều đó. Tùy tâm trạng hoặc là tùy cái số tiền ngày hôm đấy mình kiếm được. Bởi vì mình kinh doanh mà, cho nên là cái tiền của mình nó không có cố định nhé. Thì ngày nào mình kiếm được nhiều thì mình bỏ nhiều nha. Có ngày mình chỉ bỏ được có 5-10 nghìn, có ngày mình bỏ 20, 30, 40, 50 nữa đó. Đấy, mình thấy là cái tiết kiệm như thế này có rất là nhiều cái lợi. Mọi người nghe mình này, cái con heo á, cái con heo nhựa thì không nói nghe, cắt mấy hồi nó rẻ, nhưng mà con heo đất á thì mình đập ra nó hơi tiếc, cho nên là khi nào mà cấp bách mình mới đọc con heo đất thôi. Còn cái con này á, khi nào một tháng mà mình tiêu bị thâm hụt tiền, mình hết tiền á, là mình bóc, mình mở từ mấy cái con này ra đó, mình lấy tạm tiền mình tiêu. Còn con heo đất là khi nào khẩn cấp lắm mới lấy ra tiêu rồi. Thì đấy là đối với mình. Còn mọi người thích thế nào thì cũng được. Mọi người cùng tiết kiệm với mình nha. Ít cũng không sao, đừng có ngại mọi người. 1-2 nghìn, mình nói mọi người tích tiểu thành đại. Với các bạn nhỏ nhỏ thì tiền đâu ra mà nhiều. Cho nên là ít thì mọi người cũng đừng có buồn, cũng đừng chê bai người ta. Mà nhiều mọi người cũng đừng nói là dư tiền rảnh rỗi hay là cái gì. Cờ đến tay ai người đấy phất, tiền của ai người đấy hưởng nha. Ít hay nhiều gì cũng là tiền người ta. Tiền mà có ai chê nhiều đâu, đúng không? Cố lên mọi người nhé.